Chào mừng bạn đến với kênh Trải Nghiệm Game. Hôm nay chúng ta tìm hiểu top 5 chiêu thức khống chế khó chịu nhất trong Liên Quân. Các vị tướng đều có muôn vàn chiêu thức và phép thuật thần thông khác nhau, đa dạng và cực kỳ mạnh. Nhưng chắc chắn các kiện tướng khó chơi và ghét nhất là các vị tướng có các chiêu thức khống chế cứng. Ghét thì ghét, nhưng mà sợ và khó chịu là phần nhiều. Vì khi gặp hay nếm mùi phải các chiêu thức này, các bạn chắc hẳn đang tò mò không biết đó là chiêu thức nào, đúng không? Nào cùng tìm hiểu thôi. Top 5 Slim lao cơ khí thỏ tai phiệt, một xạ thủ có khả năng khống chế tầm xa và thời gian khống chế cực lâu, tối đa 2,5 giây. Thời gian làm choáng tỷ lệ thuận với tầm xa của lao cơ khí. Với chiêu thức lao cơ khí chứa danh, Slim chính là vị tướng đi ganh rất nguy hiểm. Nếu bạn đang đi lẻ mà trúng chiêu thức này, có thể trong lùm cỏ nào đó 1-3 người team địch đứng đình và ra làm thịt ngay lập tức. Chắc hẳn nếu ai đã từng chơi Slim đều thấy lợi thế từ các pha bắn tầm xa của hắn ta. Điểm nổi bật nhất của chiêu thức này là hồi chiêu khá nhanh, tầm bắn xa phục vụ tốt cho công việc truy đuổi con mồi. Đặc biệt hơn, khi kẻ địch trúng chiêu là tướng thì Slim được tăng tốc độ đánh lên rất nhiều. Còn nếu bạn từng phải đối đầu với Slim, dù hắn ta đi rừng hay xạ thủ thì chắc chắn phải lo lắng liệu bất thình lình từ trong bụi phi ra một ngọn lao cơ khí mở màn cho một pha ganh lẻ hay không. Chắc chắn bạn phải cực kỳ cẩn thận, vì với 2,5 giây đủ khiến bạn bốc hơi nhanh chóng và thề làm gỏi ngay lập tức con thỏ đầu tiên sau vài lần bị hắn ta ám toán, bất lực và chờ chết. Top 4 điều thuyền chiêu thức độ không tuyệt đối. Cô nàng tuyệt sắc giai nhân nổi tiếng với khả năng gây sát thương trên diện rộng và khống chế cực mạnh. Với chiêu thức độ không tuyệt đối, chiêu thức khiến kẻ địch trong phạm vi bị đóng băng với thời gian khá lâu. Đây là chiêu thức có thể bị phát hiện nên nguy cơ kẻ địch né được là hay xảy ra. Chính vì vậy, người chơi điều thuyền phải có khả năng phán đoán tốt, kết hợp thêm chiêu thức và trang bị khống chế làm chậm để phối hợp hoàn hảo với độ không tuyệt đối. Nếu có một team co cụm lại với nhau, không may bị nàng ta đóng băng thì việc cả team lên bảng điểm số là gần như 90%. Độ không tuyệt đối mạnh về khống chế, nhưng chiêu cuối của cô nàng chính là đòn sát thủ nổi tiếng với khả năng sốc sát thương nhanh chóng các kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng. Nếu phải đối mặt với điều thuyền, cần cực kỳ cẩn trọng trong các pha di chuyển. Top 3 Natalia chiêu thức quả cầu hắc ám. Natalia nổi tiếng với khả năng sốc sát thương bá đạo nhất Liên Quân. Đương nhiên, ít ai biết rằng Natalia mạnh nhờ đâu và nguy hiểm nhất bởi chiêu thức nào. Nhất định có nhiều bạn cho rằng chiêu cuối tia sáng tử vong mới là chiêu thức nguy hiểm nhất của Natalia, nhưng câu trả lời là không phải. Đúng vậy, chiêu cuối sấy sát thương cực mạnh, nhưng nếu Nata không có chiêu thức quả cầu hắc ám trúng kẻ địch thì chiêu cuối của cô nàng chỉ phát huy được 40% công lực mà thôi. Chính quả cầu hắc ám là chiêu thức khống chế cứng, vừa làm choáng, làm chậm đối thủ, lại kích hoạt nội tại của cô lên tối đa 10 lần sát thương. Đảm bảo với bạn rằng chỉ cần né thành công chiêu quả cầu hắc ám thì sức mạnh của Natalia chỉ còn 60% mà thôi. Bạn có thể thoải mái solo kill ngay lập tức. Còn nếu không may ăn ngay quả cầu hắc ám vào mặt thì nếu có chiêu thức cơ động và phép bổ trợ tốc biến thì may ra giữ được mạng nhỏ, còn không thì bạn nhất định được bồi ngay ác quỷ hội tụ rồi tia sáng tử vong, sấy khô mà thôi. Top 2 Grak dây chói hư không. Minh béo của chúng ta có khả năng dọa hàng cực bá đạo, chỉ cần có sự xuất hiện của hắn tại đường hoặc bụi cỏ nào đó thì chính là một uy hiếp. Nguyên do là gì? Đó chính là chiêu thức dây kéo hư không, là chiêu giúp Grak có khả năng cô lập kẻ địch với đội hình. Nếu bị hắn ta kéo trúng mà không có cơ động kiểu Ari hay Phoenix thì rất khó thoát khỏi nanh vuốt minh béo. Còn không, muốn bỏ chạy chắc chắn phải bỏ lại phép bổ trợ gì đó. Đấy là trường hợp minh béo xanh và đi một mình. Còn nếu minh béo ngang đồ thì cứ nện sấp mặt nổi hắn ta. Nhưng trước khi có ý định đó, hãy chắc chắn rằng hắn ta không có đồng đội sau lưng. Đừng quên, minh béo chỉ mạnh khi đồng đội của hắn ta mạnh. Nếu đội bạn đang chiếm lợi thế và vượt trội thì chỉ cần thật cẩn thận trước giao tranh và không ló mặt ra trước. Nếu bạn là một tướng mỏng manh cần chăm sóc là ok. Dây kéo hư không có tốc độ kéo không quá nhanh, nếu bạn quan sát cẩn thận thì không khó để né được. Top 1 Alistar nhà tù ma thuật. Được mệnh danh là thánh khống chế cứng trong Liên Quân, với bộ chiêu thức hồi chiêu cực nhanh và các pha làm choáng liên tục trong thời gian dài, hắn ta có cho bản thân hai chiêu thức khống chế, đó là hàng rào ma thuật chứa danh chuyên khống chế diện rộng với phạm vi tấn công khá xa, và chiêu cuối nhà tù ma thuật. Hắn nhốt kẻ thù trong một nhà tù bằng ma thuật trong 2,5 giây, một thời gian khá lâu. Dù kẻ thù có di chuyển bằng chiêu thức khi bị khống chế thì vẫn không thể thoát khỏi nhà tù. Khi bạn lên giày Hermes thì việc khống chế cứng từ Alistar là không quá cần lo lắng, vì bạn còn có cơ hội phản công. Nhưng với nhà tù chứa danh cùng thời gian hồi chiêu rất nhanh,
hắn ta luôn chủ động đi roam đường và tìm kiếm các con mồi béo bở. Bạn phải thật cẩn thận, nếu gặp một Aleter lên trang bị trợ thủ thì nhất định hắn ta có đồng đội bên cạnh thì mới đáng lo ngại. Còn nếu gặp Aleter lên sốc sát thương thì một nhắc nhở cho bạn, nếu hên thì có thể chạy, còn đen, một combo là bạn lên bảng điểm số ngay lập tức. Trên đây là top 5 chiêu thức khống chế khó chịu nhất. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thứ hai đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.